Rồi, cái video này là một cái video đặc biệt các bạn. Nó là video số 0, video đầu tiên mình giới thiệu cái cách mà làm một cái máy hàn xe pin bán tự động ha, từ A đến Z luôn. Thì cái video này là mình giới thiệu chung, qua video sau á thì mình sẽ lắp bộ điều khiển. Và video sau nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách mà mình lập trình Arduino từ A đến Z nha các bạn. Thì nó là một cái dãy Arduino, thì là nó kiến thức nó rất nhiều, do đó là một cái dãy video. Thì các bạn sẽ nắm tất cả những thông tin và sau đó các bạn tự làm cũng được. Và có anh em nào cần cái software mình sẽ chia sẻ cho anh em sử dụng luôn. Thì đây là mình dùng cái bàn cũ mà mình gắn cái máy CNC của mình đó, thì mình tháo cái máy CNC ra, mình sẽ đưa cái máy hàn xeo của mình lên đây. Thì các bạn thấy là cái trục jack này, cục jack mình cũng mua lâu rồi. Thì mình có mua lại một cái đầu hàn căng lực ha. Thì đây là mình sử dụng cái thanh nhôm cũ mà mình làm cho năng lượng mặt trời á, chứ không phải là thanh nhôm định hình dùng cho CNC. Thì có gì xài đó các bạn, thì mình cân rất là kỹ và hay có không có sao, tại vì các bạn mình là DIY, do đó cái gì có ở nhà thì mình làm, chứ mình không có mua tất cả thì cái chi phí nó rất là cao rồi ha. Mình làm mà đúng kỹ thuật, đúng tiêu chuẩn là tốt rồi. Rồi thì bây giờ các bạn cũng thấy là đây là cái quá trình lắp cái khung nhôm cưa cắt rồi gắn các cái chân L để mà mình đấu xuống cái mặt bàn các bạn ha. Thì cái này là những cái thao tác về cơ khí đơn giản mà mình nghĩ là ai cũng sẽ làm rất là dễ dàng, nhưng mà mình quay lại để cho các bạn để có thể mường tượng ra những cái người DIY người ta làm như thế nào ha các bạn. Mình cũng phải sắm sửa cho mình một số cái đồ nghề cơ bản. Rồi lúc này thì mình sẽ lắp cái trục jack chưa. Thì cái trục jack này á, là mình sử dụng đúng cái L mà bắt cho máy CNC à. Thì mình còn là mình kiếm được bốn cái rồi, mình lắp nó vô và nó rất là chắc à. Nó gắn vô nhôm định hình đàng hoàng. Còn đây là cái máy hàn xeo mà mình hướng dẫn lần trước, các bạn nào có để ý thì mình đã hướng dẫn làm cái máy này lần trước. Thì cái máy này hiện giờ nó performance rất là tốt ha, nó hàn rất là tốt. Thì mình sẽ lắp nó vô cái đầu hàn tự động để mình sử dụng cái máy này luôn. Thì nó sẽ nằm phía sau, tại là mình không có thấy rõ được cái mặt của cái máy hàn, cái lốc hàn, nhưng mà không cần thiết các bạn. Mình chỉ cần set up một lần đúng kẽm hàn là mình quay đưa vô tường là mình thao tác thôi đó. Thì cái này lúc này là mình mà bắn xuống mặt bàn đây bằng những con vít chuyên chuyên dụng cho năng lượng mặt trời, nó rất chắc cho các bạn. Còn phía trước là mình giữ thôi đó. Thì hình thù nó như thế này. Rồi chào các bạn ha. Thì đây là cái máy này mình đã xé xong, có nghĩa là nó cũng chưa hoàn thiện mà phải điều chỉnh tiếp, nhưng mà nói về hàng kỹ thuật hàng thì nó hàng ok. Để bạn coi cái đầu hàng kinh lực ha. Rồi cái này là cái bộ điều khiển step motor ha. Mình đã thay cái bộ của Lakeside vô hàng hiệu ha, động cơ Lakeside. Rồi cái bộ điều khiển mình đã đang hướng dẫn các bạn làm đó. Rồi cái này là cái chân cốc đạp, mình chưa có mua cốc đạp. Muốn mua cốc đạp là cũng phải ngày mai mình đi, phía sau này mình lắp cái máy hàn nữa rồi đó. Máy hàn đấu vậy, đấu hai dây cáp ra phía trước. Rồi đây là nguồn để nuôi step motor với lại bộ điều khiển. Rồi bắt đầu mình hàn cho các bạn coi ha. Mình gắn cốc đạp thì sau này mình hàn bằng cái máy hàn này thì cái máy hàn nó sẽ tốt hơn. Cái lý do là mình không có cần phải ép bằng cái tay thì cái lực mình nó không đều. Nhưng mà đối với cái máy hàn cân lực này thì lực lúc này nó cũng đều, và cái những cái máy hàn đó nó đều đặn nhau các bạn. Rồi bây giờ mình chưa có cốc đạp thì tạm thời mình bấm nút, nhưng mà sau này mình có cốc đạp rồi thì nó nhẹ 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 nhàng ha các bạn ha. Đó, một mối một thôi các bạn. Rồi đây thấy rõ ràng các bạn, trắng bóc, trắng, rất là trắng luôn. Rồi mình để lấy cây kề mình giật lên đây vậy, rách nát luôn vậy mà đúng tiêu chuẩn. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Thì các bạn cố gắng chờ cái video sau của mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách lắp cái bộ điều khiển mà đưa nó vào cái trục jack để mà điều khiển trục jack nha các bạn, rất là chuẩn chỉ, và các bạn sẽ hiểu rằng cái yêu cầu của một cái máy hàn tự động là như thế nào.
hả bạn, rồi sau đó là mình sẽ đi dài một cái số video để hướng dẫn Arduino, và anh em nào cần cái software thì mình sẽ thân tặng cho các bạn. Anh các bạn cứ liên hệ mình.